Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay thì Giờ Máy chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn về hai siêu phẩm máy khoan đất Oshima. Máy khoan đất cầm tay Oshima có hai dòng. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn dòng thứ nhất là máy khoan đất Oshima 2B hai ngựa, trọng lượng của máy 9kg và một người khoan. Dòng thứ hai là máy khoan đất Oshima 2BS, động cơ 2,5 ngựa, trọng lượng của máy là 11,5 kg. Và chúng tôi sẽ test cho các bạn để mũi khoan Oshima đường kính 250, chiều dài là 80 và mũi khoan đường kính là 150, chiều dài là 80. Bây giờ chúng tôi sẽ khui thùng từng máy để giới thiệu các bạn và test thực tế. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về máy khoan đất Oshima 2B. Máy khoan đất Oshima 2B gồm có một thân máy chính và một bình phụ kiện. Một bình pha nhớt, một sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Bây giờ chúng tôi sẽ ráp máy, châm nhớt, châm xăng và khởi động khoan thử cho các bạn tại khu vực đất trồng cây O5. Đầu tiên chúng ta sẽ test mũi khoan 150. Mũi khoan chính hãng Oshima sử dụng hợp kim thép công nghiệp rất chắc chắn và bền bỉ, hạn chế được sự mài mòn, giúp tuổi thọ của mũi khoan được cao hơn.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.